Ba trường hợp dù thân thiết đến mấy cũng hãy từ chối giúp người. Một, giúp người thiếu quyết đoán. Trong cuộc sống, rất nhiều người mãi không thể rèn được tính quyết đoán. Vài phút trước họ thấy mình cần đi chơi, nhưng sau đó họ liền cảm thấy sai lầm. Chọn lựa kỹ chính là thói quen tốt, nhưng nếu thái quá, nó sẽ thành tính xấu. Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Giúp đỡ những người thân như thế, mà còn là giúp việc lớn, thì sẽ khiến bạn phí sức vì sự đổi ý như trong chóng của họ. Tốt nhất là nên hạn chế xem vào việc riêng của những người luôn lưỡng lự, thiếu quyết đoán. 2. Giúp người không có lòng biết ơn. Đây là kiểu người không đáng giúp, bởi vì họ sẽ khiến bạn cảm thấy không được tôn trọng. Họ chắc chắn không biết quý trọng lòng tốt của bạn. Khi bạn làm không tốt, sẽ không màng nỗ lực của bạn mà phủi sạch sự tử tế. Thế nên, kiểu người thiếu hụt trí tuệ, cảm xúc như thế, không xứng đáng để bạn nhọc công giúp đỡ. Bạn nên cẩn trọng, kẻo giúp rồi lại thành ra tự dẫm vào chân mình. 3. Giúp không được lợi mà toàn thấy cái hại. Thực ra giúp đỡ người thân bạn bè thân thiết là việc nên làm, nhưng với điều kiện là việc đó nằm trong khả năng của bạn. Nếu điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật mà còn ảnh hưởng lớn, chẳng có chút lợi ích nào thì nên từ bỏ. Đến độ tuổi nhất định, bạn sẽ hiểu lòng tốt cần được đặt đúng chỗ, không nên nhiệt tình một cách mù quáng mà thiếu đi sự sáng suốt, suy xét, cân nhắc thiệt hơn cho bản thân. Đó không phải ích kỷ hay tư lợi, đó là trách nhiệm của bạn với chính mình. Hãy giúp khi bạn muốn và dũng cảm nói không khi bạn cảm thấy có những rủi ro.